Rồi, ok. Đây. Mình chỉ là các anh chị một xíu xíu là chỗ này. Thì nếu như rủi nó có bị hư, mất mát gì đó đi, thì các anh chị bấm vô đây, các anh chị bấm F2, các anh chị sửa nó lại thành cái đuôi DWG, thì coi như nó sẽ vớt vát lại cái file mà các anh chị là mất, cái file kép mà các anh chị mất nha. Nếu không thì phải ngồi vẽ lại từ đầu. Còn cách này là cách cứu, cứu cho các anh chị thoát được cái chuyện tình trạng là bị mất mất cái file này đi. Rủi ai chơi ghét, chơi xóa đi cũng được. Thì các anh chị lưu ý giúp cái vấn đề mà chúng ta đổi cái đuôi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành học tiếp các cái lệnh hiệu chỉnh nha các anh chị. Hôm trước mình đã làm tới cái 15 rồi. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Thì tiếp tục với một số cái nữa. Mình sẽ xin phép mua mấy này đi chỗ khác. Đây. Mình mua này vô. Đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái 16, cái lệnh số 16 nha, cái lệnh số 16. Ở đây thì chúng ta sẽ đi về cái lệnh gì? Lệnh số 16 để mình coi nào. Mình coi thử cái gì hay mà chỉ các anh chị nè. Lệnh scale. Scale. Đây. Đây là một cái lệnh cực kỳ quan trọng nha các anh chị. Scale SC Enter. Đây. Cái công dụng nó như thế này nè. Các cái khóa trước thì mình nói hơi nhanh, cái này thì mình nói chậm chậm thôi, thì các anh chị nghe. Các anh chị nhìn nè. Mình có một cái hình tròn. Ví dụ như 10 đi, 100 đi là nhỏ, được không các chị? Bây giờ cũng một cái công trình này, nhưng mà mình có thêm một cái hình tròn nữa, nó đâu đó là ví dụ như 20, ví dụ 20 đi. Đấy thì mình sorry, 200 chứ. C 200. Đó thì mình có thể vẽ lại cũng được nếu mình rảnh. Nhưng lỡ như nó nhiều quá thì làm sao vẽ nổi, hiểu không các anh chị? Thì chúng ta phải sử dụng một cái lệnh, được cái lệnh phép biến đổi hình, đó gọi là lệnh scale. Đâu, đó, đâu. Nó đâu rồi, đây. Lệnh scale. À, các chị thấy không? Các chị nhìn vô đây là các chị biết nè. À, công dụng của nó là biến đổi một cái hình khác nó lớn hơn. Ví dụ bây giờ mình xóa cái này đi. Vậy thì đây là một cái 100 rồi nè, thì mình keo lên. À, chọn đối tượng, nhấp chuột phải, chọn điểm tâm làm móc và bấm vô số 2 lần. Bởi vì nó tăng lên 2 lần. Đấy. Thì đây là một cái đường tròn. Nó đã gấp đôi lên, có nghĩa là này đang bán kính 100. À, đúng rồi, bán kính 100 thì đây nó gấp đôi lên là bán kính 200. Các anh chị thấy không? Nó rất là nhanh. Nó gọi là lệnh scale. Thì ở đây các anh chị tương tự như lệnh copy thì các anh chị nè, hả? Các anh chị lại theo giống như cái form mà mình đã chỉ các anh chị nha. Giống như cái form mà mình đã chỉ các anh chị, đơn giản vậy thôi. Đây các anh chị nhìn ha. Cứ chọn đối tượng, enter một phát. Chọn quét, chọn đối tượng. Nhấp chuột phải, chọn điểm làm móc và sau đó nhập cái hệ số. Hệ số scale là to hoặc nhỏ hoặc là biến thiên. À, ví dụ như to thì mình nhập 2 lần, đúng không? Ví dụ như muốn gấp đôi lên 3 lần, 4 lần vân vân. Còn nếu như nhỏ lại 1/2 thì chúng ta nhập 0.5. Đấy. Tương tự như vậy thì sau đó các anh chị enter là nó kết thúc lệnh. Mà mình ví dụ nha, bây giờ mình xóa mấy này đi. Biết. À, mình mua này ra. Chiêu khác. Ô, vậy mu mà phải xóa ha, đôi khi nó bị lỗi đó. Quên rồi, đây các anh chị nhìn nè, mình xóa đây, mình sẽ làm ví dụ như các anh chị có một cái bể nước đâu đó là 50, à, một cái bể nước hình vuông đó các anh chị, một bể nước hình vuông ví dụ như 5.000, 5.000 bập bập bập, à, tab 5.000 bập bập bập, enter một phát đấy thì một cái bể nước hình vuông, à, các anh chị nha, bể nước hình vuông này đó 5 năm. Bây giờ nhận một công trình mới nó cũng như vậy nhưng nó gấp đôi lên thì mình có thể vẽ được không? Được chứ, nhưng lỡ như nó nhiều hoặc nhiều chi tiết trong này, nhiều chi tiết trong này quá chừng quá đó, mình không thể nào ngồi vẽ lại được, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, à, một cách duy nhất đó là chúng ta sẽ scale lên. À, trước khi scale thì chúng ta phải copy một phát để giành lại cái góc, à, nha. Scale này, scale chuột phải, nhấp chuột phải, chọn điểm làm móc 2 lần. Đấy, thì đây là toàn bộ tất cả các đối tượng trong này, tất cả các cái đối tượng ở trong này nó đều là cái nhân đôi lên hết, đúng không? Nó đều là nhân đôi lên hết các anh chị, nó đều là nhân đôi lên hết. Đấy, các anh chị thấy không? Đó, thì tất cả mọi thứ ở đây chúng ta xài lệnh scale.
là nó kết thúc của chương trình. Rất là nhanh, không cần phải vẽ lại, chúng ta không cần phải vẽ lại, cũng không cần phải edit hay sửa chữa gì đó, nó gọi là gì ta, nó lạ lùng, được không? Ví dụ như bây giờ mình muốn nó nhỏ lại như ban đầu thì scale đi, kích vô đây và mình chọn 0.5, đó thì coi như chúng ta đã trở lại thành một cái miếng đất ban đầu, được không? Hình dung được không? Rồi xong, đó là scale. Công dụng của nó là phóng to, thu nhỏ một hình. Cái lệnh thứ hai, các anh chị, lệnh này nó tương tự scale nhưng mà nó không phải là scale, nó gọi là stretch s enter, cú pháp y chang như ở trên nha các anh chị, nhưng nó có công dụng khác. Đây thầy ví dụ cũng một cái bể nước như thế này, tuy nhiên bây giờ nó lại kéo dài ra một bên, một cạnh, ví dụ như cạnh này là 8m, còn cạnh này nó 5m, nó giữ nguyên các anh chị. Vậy thì mình sẽ dùng stretch quét một cái, sau đó các anh chị select object, nhưng ở đây chỉ select một cái hướng nào mà mình muốn kéo dài thôi. Mình muốn kéo dài bên này thì mình kéo dài đây, thì mình nhấp cho nó, nhấp chuột phải rồi mình kích một điểm ha, mình ví dụ như mình kích vô đây một điểm đó, các anh chị thấy mình kéo dài đó không, mới là 5m và 8m đúng không, 3m nữa, enter, đó là chúng ta đã kéo dài được. Nếu chưa hài lòng, chủ đầu tư vẫn chưa hài lòng, muốn rằng quét một phát để kéo dài thằng này lên 6m thì mình nhập nó vô ngàn, enter, đấy. Vậy thì chúng ta đã có được một hình mới, một cái hình mới mà nó khác về chiều dài, chiều rộng. Đó là công dụng của hai cái lệnh quan trọng bậc nhất, quan trọng bậc nhất tại cái get nha các anh chị nha, được chưa? Đó rồi, tiếp tục cái lệnh số 18 các anh chị, cái lệnh số 10 đó là cái lệnh sell chest lên thế này, bỏ đi chưa xài mà không xài. Cái lệnh giờ fillet và transfer, fillet và transfer, cái lệnh cắt là bữa các anh chị biết rồi đúng không? Rồi lệnh về fillet hay CHA, nó gọi là vác mép á các anh chị, vác mép CHA là vác mép nha, vác mép. Đây mình ví dụ đây là một cái hình, mình muốn vác cái phần này đi, vác cái phần cảnh tròn này đi, các anh chị hiểu không? 38 vác này thì mình có thể dùng cắt cũng được đúng không các anh chị, cắt cũng được, cắt đi thì mình vác đi cũng được, nhưng trong cắt nó có cái lệnh thì chúng ta dạ gì chúng ta không xài. Đây CHA enter ấy, thì trong này các chị nhìn là một cái dòng này nó quá trời quá đất này, nó có trim luôn nè, nó có multiple này, hoặc là distance, hoặc là angle, hoặc là polyline, no, chúng ta chỉ chọn một cái là distance, có nghĩa là cắt theo cái chiều dài ha, ví dụ D enter, đúng không? Bây giờ các anh chị muốn vác từ đây vô, ví dụ như ta một vác từ đây vô 1000 đi nha, bập enter, vác từ đây xuống 500 đi, cái này xuống 500 enter. Rồi bây giờ mình kích phía 1000 trước, mình kích 500, đó thì nó đã vô, coi như phần này nó bị mất đi 1000, phần dưới này nó bị mất đi 500, các anh chị thấy không? Đó, được chưa? Được chưa? CHA enter, đó, enter, cái gì nữa ta, enter, chọn đối tượng đúng không, sau đó bấm chữ D enter rồi mới nhập cái khoảng cách cần vác vào. Ok, thầy làm lại, thầy làm lại các anh chị nha. CHA enter, mình chọn đối tượng, ố mình mới nhầm rồi, CHA enter, mình chọn D enter, hai này mình sửa lại một chút, CHA enter, sau đó mình sẽ D enter, mình D enter nha, rồi sau đó mình sẽ chọn đối tượng và mình nhập cái khoảng cách cần vác nè, CHA enter, D enter, hai mình nhập khoảng cách vô nè, nhập khoảng cách vô nè, ngàn luôn đi cho nó máu. Rồi chúng ta kích đó. Bây giờ muốn vác góc bên này nữa thì đừng làm lại lệnh đó nha, mà mình sẽ làm cái gì, enter xuống phát thôi, nó nhớ lại lệnh cũ đó, mình gõ phím space xuống phát, gõ lệnh cũ, gõ phím space xuống phát, nó có lệnh cũ đấy. Thì như vậy là chúng ta vác mép được rồi đó, chúng ta đã vác mép được rồi các anh chị.
Rồi. Được chưa? Đó là cái cách các anh chị làm này. REC đúng không? À, CHA enter. 2000 bụp 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 enter 1000 bụp 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 enter. Oh no. CHA enter, D enter 2000 enter 1000 enter rồi, kích chọn hai bên. Đó, nó vác vô đó, đẹp không? Vác bên này tiếp. Đó, được chưa? Vác bên này tiếp. Vác bên này tiếp. Đó là cái cách mà chúng ta xài cái lệnh CHA. Chưa? Chưa hay. Bây giờ tiếp tục một cái lệnh hay. Lệnh hay nữa. Đó là cái lệnh bò tròn. Bò tròn cái gì? Rồi, EC. Ê, bò tròn. Bò tròn. 19 là cái lệnh bo tròn. Bo tròn cái gì? À, nó nhảy luôn rồi. Chứ mười chín nhảy đâu sai vậy trời. Cái 19 nó là cái phần bo tròn. Thì chúng ta sẽ xài cái lệnh như sau. 19. Chúng ta sẽ xài cái lệnh như sau. F enter. R enter. Đấy, sau đó các anh chị nhập cái bán kính và bán kính hai. Sau đó chúng ta kích. Thầy làm mẫu các anh chị nè. Ví dụ thầy muốn bo bốn này thì F enter, R enter 1000 bập 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 enter. Đấy, có thấy chữ radius không? Bập. Đó, nó bo đó, thấy không? Mấy cạnh này nữa. Bập. Bập. Đó. Bập. 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 Ê, chúng ta đã bo được rồi. Rất nhanh, rất đơn giản, đúng không? Rất đơn giản. Bây giờ mình muốn trở lại, nhưng cái hay của cái lệnh này nó nằm ở đây. Cái hay nó nằm ở cái bí kíp này nè. Ồ, cái bí kíp này mới hay. Chứ không phải là chỉ có nhiều đó thôi nha. Chứ không phải là nó ra đâu. Nhìn nè. Chị nhìn nè. Bây giờ nếu như mình vẽ lâu quá rồi, mình muốn trở lại, bây giờ mình muốn trở lại hình vuông thì giờ làm sao? Hơi bị khó, muốn trở lại hình vuông thì hơi bị khó. À, hơi bị khó nha. F mình sẽ làm như sau. F enter R. R mình sẽ chọn số 0 thì mình sẽ tới được với nhau. Hai, đó, đó, thấy không? Mình chọn số 0 thì nó trở về là vuông góc. Gõ này một phát nữa. Gõ này một phát nữa. Gõ này một phát nữa. Đấy, thấy không? Đó là cái hay thứ nhất của cái lệnh fillet này. À, cái lệnh fillet này cực kỳ hay. À, cái hay thứ nhất nha. À, 19.1 thì chúng ta sẽ tạo một cái góc vuông. Góc vuông. Đó, cho cái hình bo tròn cho cạnh. À, cho cạnh. Rồi. 19.2. 19.2. .2. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo một cái cách khác. Cách khác. Các chị nhìn nè. Các chị nhìn. Chúng ta sẽ có nghĩa là cắt hai cái đường sẽ chéo nhau á. Hai đường chéo nhau. Rồi nhìn nè. Cái này mới hay nè. Cái này mới hay nè. Ok, nhìn đây. F enter. R enter. Đúng không? Không không hồi nãy đúng không? Mình đã tạo ra được rồi. Bây giờ nè. Thì ví dụ chúng ta có hai cái đường như thế này. Thêm một cái đường nữa như thế này. Đó, bây giờ nè, bây giờ nè. Muốn giữ phần này lại. Và nó mất phần này đi thì chúng ta làm như sau. F enter R enter và số 0. Chúng ta sẽ kích chọn thằng này và kích chọn bên đầu này. Đó, thấy chưa? Thì hai thằng này nó sẽ đến với nhau. Hai thằng này nó sẽ đến với nhau. Đó, và nó kết hợp với nhau tại một điểm. Và bây giờ F enter R enter số 0. Muốn hai này đến với nhau nè, hai này đến. Thì chúng ta kích
đầu này, đầu này. Đấy, đó là đỉnh cao của cái lệnh fillet, chứ không phải là cái lệnh bo tròn. Bo tròn trong trong cái việc dễ của mình ít đó, chẳng ai bo tròn hết. Rồi, được chưa? Thì nhân tiện nói luôn một cái stream rồi đúng không? Mình nói luôn một cái bí kíp tiếp theo nè. Bí kíp số 20 nó khá quan trọng. Bí kíp số 20 nó rất là quan trọng. Đây, anh chị nhìn 20 cho thầy. Cái này là nhớ nha, nhớ rồi sau này xài. 20. Đây, thì chúng ta sẽ xài là cái lệnh AS Enter. Lệnh này thì trong tất cả các cái loại ấy nó không có nha. Rồi, bây giờ nè, ES Enter công dụng nó như thế nào? Công dụng như thế nào các chị nhìn, các chị nhìn một xíu. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái hình như thế này, thầy xóa này đi. Thầy xóa này, thầy có một cái hình như thế này. F8 này. Chúng ta sẽ có những cái thanh như thế này đi. Những thanh như thế này. Đó. Này. Thì ví dụ như thế này đi. Đó. Lúc đầu mình sẽ tới đây đi. Mình ví dụ trường hợp như thế này thôi nha. Thì nếu như mình rảnh thì mình ngồi mình nắm đầu mình kéo tới từng cái. Đúng không? Mình kéo từng cái đến cũng được. Nhưng mà trời đất ơi, nó nhiều quá thì làm sao mình kéo? Đúng không anh chị? Thì chúng ta chỉ còn một cách, chúng ta xài cái lệnh thôi. Bây giờ đầu tiên để cho cái này thành cái thang này, ví dụ như đi. Thì TR bập cắt này đi. Xong. Đúng không? Cắt này đi. Xong. Bây giờ để cho nó đến với nhau nè. As is enter. Ok chưa? Đó, nó bảo mình là select object to enter, có nghĩa chọn cái object để mình enter, hoặc mình shift select object để trim. Ok, đó nó báo mình đấy, tiếng Anh đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ select object nha, mình để cho nó tới nè. Để đầu này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, mình để này. Nó sẽ tới với nhau, nó sẽ tới đường biên. Cho nó tới đường biên. Cho nó tới đường biên. Kích này một cái nữa là sẽ tới nữa. Cái lệnh extend này với lệnh trim nó cực kỳ hay. Anh chị thấy không? Đó. Chứ không phải là mình ngồi mình nắm đâu, mình vẽ đâu. Đừng no, cái đó sai lầm. Đúng không? Thấy không? Dù giờ muốn này lên, muốn này tới đúng không? Đó, nó tới rồi đó. Nó tới với cái đường biên, nó giao nhau trước. Thấy không? Tiếp cái nữa coi nào. Đó, nó tới. Thấy không? Tiếp cái nữa nào. Đó, anh chị thấy không? Bụp. Đấy, rất là nhanh. Nhớ nha. Cái này, cái bí kíp này nó quan trọng lắm á. Không phải ai cũng chỉ đâu. Là nó cực kỳ quan trọng và nó cực kỳ hay. Các anh chị nhớ giùm mình cái bí kíp này. Hồi nãy có thêm một cái bí kíp nữa là 21, mình nói luôn nha. Đổi cái đuôi BAK thành DWG để phục hồi bản vẽ. Cái file bản vẽ, phục hồi cái file bản vẽ. Đấy, phục hồi một phần thôi nha, nó lưu khoảng 98-90% chứ không phải cái nào lúc nào nó cũng lưu đúng 100% đâu, không phải mình mở lại y chang như này đâu. Đúng không? Rồi. 22. Cái lệnh số 22 các anh chị, đó là cái lệnh về array thì từ. Cái lệnh trim extend rồi nè, có rồi nè, lệnh spread nè. Joy là trước chỉ rồi đúng không ta? Ủa lệnh Joy đâu ta? Lệnh Joy lệnh nói này rồi, ok. Mình sẽ qua một cái lệnh, đó là cái lệnh offset. Lệnh này cũng thường xuyên xài. Enter. Đấy, căng nha. Enter. Các anh chị nhìn mình làm nè. Giống như cái bài lúc nãy của chị Dung hỏi nè. Đây. Bây giờ mình có này đúng không? Thì nó sẽ ra cái này là 10. Đúng không? Cái này là 10 nữa. Ok. Thì bây giờ để ra được hai cái này đơn giản đúng không? Offset 10. Nó nhập, mình nhập khoảng cách thrownness. Thì khoảng cách mình nhập cái offset distance. Các anh chị thấy không? Đó. Mình nhập vô 10. Đấy, vậy. 10 enter. Rồi, chúng ta sẽ thì thấy không? Kích qua bên đây. Kéo qua bên đây cái thì nó qua bên đây. Được chưa? Rồi bây giờ này mình đã học được cái lệnh mirror rồi đúng không?
Qua thanh này nè. Rồi đó. Xong. Hợp lý không? Hợp lý không? Rồi chỗ này nó R5 và chỗ này R10 nữa. Đơn giản như đang giỡn, đúng không? Thì bây giờ mình vẽ vô đây. 5. Vẽ vô đây. 10. 6. Này nó chỉ offset ra nhiêu? Offset. Offset 10. Kéo lên, kéo xuống, đúng không các anh chị? Offset 5. Offset 5, đúng không? Rồi đây nè. Offset ra 5. Đó. Đó, rồi xong. Bây giờ mình cắt TR bụp. Cắt. Cái nào dính nhau đừng cắt hết, cắt hết. Đó. Cắt. Cắt. Rồi chúng ta đã xong được miếng rồi đó. Bây giờ mình biết được gì rồi, mình sẽ làm được gì đây? Miro qua đây. Lấy cái mình chấm qua rồi xong. Bây giờ mình xóa gì? Bây giờ mình sẽ cắt những cái nào để thằng nào giữa lại, đúng không? Để thằng giữa lại nè. Ok không? Rồi mình cắt TR bụp bụp. Mình sẽ cắt, ví dụ như vậy, mình sẽ cắt nó coi thử nó ra thế nào. Cắt hết đúng không ta? TR bụp. Bụp bụp bụp. Đó, bụp bụp. Bụp bụp. Ý, chết chết, đúng rồi. Bụp bụp bụp. Đấy, ví dụ như vậy đây. Đó thì khi nó như vậy. À, chỗ này nó vô chỉ có 5 thôi. Chỗ này bị nhầm rồi. Offset 5. Đó, 5. TR bụp. Cắt chỗ này. Cắt chỗ này, cắt chỗ này, cắt chỗ này, đúng không các chị? À, mình sẽ xóa đi. Xóa đi. Đó, mình đã làm rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm, mình ứng dụng nó vô mình làm thì coi nào. TR bụp bụp. Nếu không cái này thì mình cứ xóa đi rồi mình sẽ nha. Đấy, nó qua 5 rồi đúng không? Bây giờ ES lệnh mới xài. Quét một phát. Đó, đó, thay vì mình ngồi mình làm từng cái thì mình quét này vô. Ố, nhanh không? Quá nhanh. TR bụp. Cắt này, cắt này. Rồi, xong, còn gì nữa không? Xóa hết mấy này đúng không? Đó, xóa hết mấy này đi thì nó sẽ ra cái hình kia. Đó các anh chị. Đấy. Quá đơn giản, giờ mình mirror ra một phát nè. Lúc đầu mình vẽ chưa quen thì mình cứ vậy đi. Đó. TR bụp cắt. Oh sorry, TR bụp. TR bụp cắt này, cắt này. Rồi, cắt nữa không? Cắt này, cắt này. Rồi xong. Đấy. Được chưa Dung? Hợp lý chưa Dung? Mình cứ từ từ mình sẽ vẽ. Sao thấy thầy vẽ nó nhanh quá hả? Mà em ngồi nó không ra hả? Rồi xong, đó hai hình đấy. Để luyện lĩnh thôi mà. Này. Đấy thì cái lệnh offset này nè, enter, xoẹt một phát. Nhập cái khoảng cách cần offset. Cái này cực kỳ nhanh. Nhập cái khoảng cách cần offset. À, offset. À. Ví dụ như, rồi sau đó chúng ta kích chọn. Chọn cái đối tượng. Rồi, kéo ra hướng. Hướng cần offset. Rồi, ví dụ làm. Bây giờ thầy có một cái hình như thế này. Thầy muốn vẽ thêm một đường nữa trong này vô 5. Up, enter. 5, 10, bụp. Cái gì vậy? Kích vô đã ha, nó nhỏ quá cho đường hết. Rồi, kéo không? Rồi, kéo không? Mình kéo từng cái nó sẽ đi vô. Đi vô. Đi vô. Mình kéo từng cái nó sẽ đi ra. Nó sẽ đi ra. Đúng không? Đúng không? Quá nhanh đúng không anh chị nè. Kéo từng cái đi ra. Ê, đi ra. Đi ra. À, thay vì mình copy nó đi, mình ví dụ như thế này đi. Mình offset ngang, bụp bụp bụp, enter. Kéo nó, kích đây kéo ra, kích đây kéo ra là xong. Xong, xong. Bây giờ tới đây mình muốn qua bên đây thì mình đừng xài offset nữa, đừng xài copy nữa. Mirror nó qua cho nhanh. Đó, cực kỳ nhanh. Tới đây mình offset ra. Đó. Ha. Bây giờ cái đường này mình dễ nó không ấy. Thì bây giờ mình làm cái gì? Gần như này mà một đường thì nắm đầu này kéo lại. Đúng không? Còn nếu như mà muốn lúc nãy học enter, r enter, không enter, bụp, bụp. Đó thì hai thằng này nó cũng đến với nhau. Đấy là xong. Chúng ta vận dụng tất cả những cái lệnh để chúng ta làm. Và tùy vào trường hợp chứ không phải lúc nào bắt buộc cũng xài một cái lệnh đó hết nhá. Rồi ok. Đấy là cái lệnh offset. Cực kỳ hay đúng không? Tiếp tục. Chúng ta sẽ chuyển qua một cái lệnh nữa.
Một cái lệnh nữa là gì đây? Cái lệnh về rồi tiếp nhiều nha. 23 là cái lệnh về cái Arise. AR Enter, nhưng nó cũng có nhiều cái lựa chọn cho nên thôi chúng ta chích chọn trên đây. Nè các anh chị nhìn nè, Array này các anh chị, trong này nó có ba cái kiểu Array. Cái thứ nhất là các anh chị, Array nó gọi là Rectangular Array, thì có nghĩa là chúng ta Array theo hàng, theo dãy, theo cột. Đấy, đó, các anh chị thấy nó phần một hép lên không. Thứ hai là Path Array. Path Array thì có nghĩa là chúng ta Array theo cái đường dẫn. Và cái nữa là Polar Array thì chúng ta sẽ Array theo cái hình tròn. Tròn nha, hình tròn. Đây, bây giờ mình làm từng cái. Từng cái cho nó tiện. 23.1 đó là Array Rectangle Array. Cái này phải xài cái lệnh rồi. Đây, các anh chị nhìn mình làm. Bởi vì nó không có thuận cho nên chúng ta chỉ làm như thế thôi. Các chị nhìn này, ví dụ thầy có một cái miếng đất, một cái bể, đúng không? Thầy có trong này là có mấy cái hình này đó, thì mũ vô để đây đi. Bây giờ thầy muốn xếp nó đều hết ra đây, thầy muốn xếp đều hết qua đây, đúng không? Đều hết các cái hàng như này đó, đều hết như các hàng như này, và đều hết các cái cột đều hết lên đây. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể làm nhiều cách. Thì ví dụ chúng ta có thể chia đều này ra, chúng ta copy one. Nhưng như vậy rất là lâu. Nó khá là lâu và nó tốn thời gian. Thì bây giờ chúng ta sẽ xài một cái lệnh, đó là lệnh array. Mình kích vô đây các anh chị, cái đầu tiên. Sau đó nó bật object. Nhấp chuột phải cái này sẽ lên. Anh chị thấy không? Đó, nhảy lên rồi đó. Trong này nó có column nè. Có cái rows. Các anh chị hiểu không? Ví dụ như chọn 4 đi. À, 3 hàng đủ rồi. 4 nè. 5 nè, 6, 7, 8 đi. Thử ra, nó bị dài hơn chút. Thì chúng ta chọn 7 thôi. Đúng không? Ở trong này nó có cái kích thước, nếu chúng ta có kích thước rõ mỗi hàng, mỗi cột bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ đưa ra. Nó có thứ nhất là cái khoảng cách, nó có cái dấu chéo chéo vô đây, các anh chị kích vô các anh chị thấy nó. Khoảng cách từ đâu tới đâu thì nó cứ hiểu vậy. Cái khoảng cách dòng nè, ôi xin lỗi, khoảng cách hàng và khoảng cách cột thì nó đều như thế. Hoặc là total, tổng trong một cái thanh, các anh chị muốn 7 cái thì nó sẽ tự bố trí như thế này cho các anh chị. Đó là cái cách mà chúng ta array theo hàng và theo ok, vào đây. Rồi chúng ta đã ra rất là nhanh, đúng không anh chị? Trời ơi, chứ hơi sức đâu mà ngồi đó copy rồi chia nhỏ ra đó. Ví dụ như nó không cần thiết thì như vậy thôi, xong chốt kèo hết array vậy, ok đó. 10 không. Cái nữa là chúng ta array theo cái đường cho trước. Ví dụ như này đi đó. Enter kết thúc lệnh đó. Chúng ta vẽ như thế này đi, và sẽ có một cái đường tròn. Ví dụ thầy có một cái đường tròn ở đây, các chị muốn array nó hết cho team cái này thì chúng ta click vô đây. Các anh chị chọn Path, nó bảo mình là Select Object. Sau đó mình nhấp chuột phải và nó hỏi mình là Select Path Queue. Đó, cái đường cung cong của cái thằng Path này. Đó, các anh chị thấy không? Nó bố trí đều hết lên, thấy không? Các anh chị thấy không? Có thể là chúng ta sẽ bố trí nhiều cách, nhưng ở đây nó mặc định như thế này. Nó có bao nhiêu item luôn này, nó mặc định, nó fit item luôn này. Nó chỉ có khoảng cách thôi. Ví dụ như ta chọn lại là 2000. Dày cái item lên, có nghĩa là cái các cái item này lên. Nghĩa là số lượng cái này lên thôi. Đó, còn cái total nó là 62.000, đúng không? Cái nữa là space, cái khoảng cách. Cái này thì space có nghĩa khoảng cách giữa các cái hàng. Đó, các con làm hay không? Này mình một hàng, mình muốn hai hàng. Đó, thì nó tạo thêm cho một hàng nữa y chang như vậy các anh chị. Ba. Đó, thì nó tạo như vậy. Gọi khoảng cách có thể là 4.000. Cho nó thư ra các anh chị dễ nhìn. Đó, đúng không? Rồi. Nó sẽ trở lại y chang như thế. Tương tự như vậy mà chúng ta sẽ làm close. Đó, thì đây là array theo cái một cái curve, có nghĩa là theo một cái đường cong nào đó, một cái đường nào đó bất kỳ. Cái thứ ba các anh chị. 23.1 chứ nhầm, 23.1 xẹt một phát.
23.2.2 đó là một cái đường bắc kinh, cái một cái đường bắc kinh. À, cái nữa là cái 23.3 đó là array trong hình tròn, array theo cái đường tròn anh chị, theo đường tròn nha. Đây chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm như sau. Thầy chúng thì ví dụ thầy có một cái chữ này, một cái hình tròn như thế này đó, được không các chị? Mình sẽ mua này bỏ qua đây cái thế nào. Rồi mình mua này lên chút. Ok, mình cũng có một cái đường tròn nó nằm trên đây đâu đó trên đây. Ok đó, bất kỳ các chị. Bây giờ mình muốn xếp cái đường tròn này đều hết trên cái hình tròn đây, hình tròn nhỏ này xếp đều hết, nó là một cái items thì xếp đều hết lên một cái đường tròn này, đúng không? Đó, nó có circle này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vô array. Rồi chúng ta sẽ chọn nó là cái polar array. Bụp. Nó lại bảo mình tiếp tục chọn cái select object. Nhấp chuột phải. Nhấp chuột phải. Và nó bảo mình là gì? Chọn cái tâm của cái đường tròn lớn, cái mà để mình quay á, thì mình kích vô đây một phát. Cho chị thấy không? Đó. Nó sẽ ra được cái item. Bây giờ mình muốn bao nhiêu? 12 cái. Đấy, nó sẽ ra cho các anh chị đó, 12 cái xếp đều ở trên này. Đơn giản. Cái nó sẽ cả đường tròn còn 180. Chọn 180, đó nó sẽ xếp một nửa. Các chị thấy không? 180 thì nó xếp một nửa. 90 đi. Ví dụ vậy. 90 đi. Đó. Đó, ví dụ thế. Sẽ thử và chúng ta sẽ làm coi thử nó ra sao. Đó. 270. Rồi. 360 lại đi. Rồi. Và chúng ta close sao. Đó là ba cái bước array mình đã chỉ với các anh chị. Ba. Rồi được chưa? Rồi chúng ta đã kết thúc được cái phần tất cả các lệnh hiệu chỉnh, tất cả các cái lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh, trong đó erase xóa này luôn. Thì bữa trước đã chỉ rồi đúng không? Xóa đối tượng, bên bấm quét đối tượng xong bấm chữ E enter là xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần mà để ghi chữ các chị, để ghi chữ nha. Chúng ta sẽ làm như sau. À, ghi chữ nha, ghi chữ quan trọng lắm à. Gì á? Đây. Các chị làm theo mình, 24. Ghi chữ. Chúng ta sẽ ST trước, ST enter. Làm như sau, ST enter. Ở đây mình chưa có gì hết, nó mặc định nó standard. Các chị hiểu không? Nó standard. Ok, chào anh. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ tạo new. Ví dụ như ghi chú. Ghi chú. Ok. Được chưa? Chữ trước. Phong. Cái phong của chữ. Cái phong của chữ thì các anh chị có thể chọn kiểu nào cũng được. Ở đây mình sẽ chọn hai cái kiểu chữ cho các anh chị coi. Một cái là cái time arrow cũng được. Arrow đi, một cái arrow đi nha. Ghi chú rồi, ok mình. Ok một phát, đừng chọn những này hết. Cái nữa mình ST. Mình chọn một cái nữa là cái phong ghi chú 2. Đây ở đây thì mình chọn cái phong khác. Cái phong này là Vini. Các anh chị coi nha, các anh chị coi thử đi. Nó đẹp hơn hay không. Vô Condense. Đâu ta không thấy. Đây Vini have Condense. Mình kích đây mình. Ok. Ở đây các anh chị đừng có chỉnh gì đây hết. Đừng. Rồi close. Ok. Tất nhiên để mà chỉnh cái Vini thì các anh chị phải chỉnh vô đây. Bây giờ mình sẽ ghi trước nè. Để ghi chữ nè. 25. Ghi chữ chúng ta đánh MT enter. Các anh chị làm theo mình nè. MT enter, các anh chị kích chọn một điểm. Các anh chị thấy không? Kích chọn một cái rồi ta kéo xuống. Kéo chéo xuống nè. Đó, nó sẽ hiện lên một khung. Bây giờ các anh chị muốn cái ghi chú này đúng không? Chúng ta đang chọn ghi chú này nè, thì kiểu chữ Arial thấy không? Rồi cái lớn này nó là 3. Ví dụ nha, 250, ví dụ chữ thường đó nha, chữ thường 250. Chữ này ghi chú thì 250. Nó đâu mất tiêu rồi.
MT Enter. Mình sẽ ghi vài chữ vào đây. Oh sorry, không phải cái này. Đây. Mình sẽ ghi vài chữ vào đây, các anh chị quét chọn nó một phát, các anh chị chọn nó là 250 ví dụ vậy đi. Xong các anh chị lâu nó khoảng đấy nó ra cái gì thấy không? Không tiêu. Đây, gì thấy không? Đó, nó vừa với cái chữ mà mình vừa làm. Thì sau này các anh chị nhá, sau đó các anh chị nhấp đúp vô. Các anh chị muốn chỉnh sửa để các anh chị chỉnh ví dụ như buổi số 3. À cái gì thấy không? Đó rồi xong. Bây giờ tiếp tục chúng ta ghi với cách khác. MT Enter, các anh chị kéo xuống. Các anh chị thấy nó đang ở ghi chú 2 không? Nó là Vinny Hell nè. Thì các anh chị cũng đánh vô, nhưng ở đây thì các anh chị phải chỉnh cái ghi tiếng Việt cho nó rõ, kiểu Vinny. Rồi mình gõ đây nè, vật mình quét vô một phát, mình sẽ chọn nó là 250. Enter một phát, close. Close this. Đó, mình sẽ các anh chị thấy không? Đó. Mình sẽ nhấp vô đây. Mình sẽ ghi buổi. Gì vậy? Buổi. Số 3 gì ta, mình chọn lại cái này coi sao kỳ vậy, kiểu gõ Vinny. À đây này này, kiểu gõ TLS, mình để mình chỉ check nhầm. Và ở đây chúng ta chọn nó là Vinny Window. À, buổi á lên rồi đó, thấy không? Buổi số 3. À cái gì thấy không? Đây là hai cái kiểu chữ mà thường ghi, thì thấy không đó. Cùng 250 hết mà cái chữ này nó đứng và nó thanh nó đẹp, còn này nó khác. Thế cho nên tùy các anh chị muốn làm nào. Ví dụ bây giờ muốn làm thằng nào thì chúng ta sẽ copy thằng đó xuống. Mình chuyển lại Unicode nha. Copy cái này xuống dưới đích từng cái thằng để chúng ta ghi. Chứ làm ơn, ví dụ như này nè, đó nó là cái gì? Cái này nè, copy nó phát. Đứng đây. Ghi chú nó là cái gì? Ví dụ như hình 1. Ví dụ như vậy nha. Hình 1. Đây tiếp tục tương tự là hình 2. Chứ đừng tới đây, à tới đây cái MT quét xuống cái ghi chỉnh lâu. Xuống đây cái MT quét no nó rất là lâu. Chúng ta vi một chữ và chúng ta copy thôi. Đó là cái cách mà chúng ta ghi chữ nha các anh chị nha. Đó là cái cách mà chúng ta ghi chữ trong CAD. Được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ chỉnh. Cái này move xuống đây. Chúng ta sẽ chỉnh về cái cách để các anh chị tạo được cái phong, tạo được cái kiểu nét, đường nét trong cái két. Ở đây thì các anh chị xóa đi, mình sẽ làm hai mấy rồi ta? 25 à. Các anh chị nhìn nè. Để tạo đường nét thì các anh chị gõ chữ LA Enter và các anh chị chỉnh theo mình, chứ còn nếu các anh chị mà nói thì không thể nào diễn tả được. LA Enter. Đây. À Enter. Chúng ta làm như sau. Nó hơi nhiều, rối LA Enter. Đó các anh chị thấy một cái layer state nó hiện lên đây, gọi là cái hộp thoại về layer. Thì nó có mặc định nó là nét số 0 này các anh chị. Bây giờ trong bản vẽ của mình nó có nhiều thứ, nhưng chúng ta sẽ quy định nó một số cái thôi. Thứ nhất, tôi tạo cái mới, vô là new layer nha. Rồi mình đặt tên nó là nét vẽ hoặc là nét thấy. Nét thấy hoặc là cái nét chính. Cái nét chính ở đây thì có một số cái đường nè. Thứ nhất là màu trắng, ok để ý không chọn. Continuous là cái loại nét, anh chị thấy không? Solid line. Cái này nữa là default, nó để im bình thường. Mình chỉ bài in sau. Bởi im. Rồi. Chúng ta làm tiếp một cái nữa. Đó là cái nét tim. Nét tim hay nét tâm á. Đừng. Tất cả những cái này các anh chị hạn chế xài tiếng Việt có dấu nha. Nó hơi bị lỗi lắm. Anh chị xài tiếng Việt không dấu hết giúp thầy. Ok. Ở đây nét tâm nè. Màu chúng ta chọn màu hường. Cái nữa chúng ta chọn, chúng ta chọn cái đường lúc nãy solid line rồi. Bây giờ nét tâm đâu phải nét tâm nữa, đường này đúng không các anh chị? Mình sẽ chọn lót lên. Mình sẽ coi nó thử cái nào ở đây. Đấy, nét tâm nè, gạch chấm là dot nè ha. Dot. Rồi mình sẽ chọn cái nào cho đơn giản. Đây, dot. Rồi.
Ok, sau đó ra đây mình kích chọn cái này nữa rồi nó sẽ lên nha. Ok, đó nó lên cái khác rồi, thấy không? Thứ ba, nét đứt hay gọi là nét khuất. Nét khuất, đúng không? Kích chọn này màu, màu xanh khác đi các em ơi. Xanh này đi. Kích vô đây mình chọn nét, mình lót lên. Mình chọn nét đứt đầu, nét đứt đầu. Đây, đát lớn nha. Ok, chọn nét dash, thấy không? Ok, rồi xong, nét tâm, nét đứt. Nét gì nữa ta? Nét tâm và nét đứt, rõ xong hết rồi đó. Chỉ 3 nét thôi, ví dụ vậy, mình chỉ có 3 nét thôi. Rồi mình tắt đi. Bây giờ nè, cách thức để các anh chị vẽ nó như sau. Nó nằm ở đây. Mặc định chương trình nó nằm ở số 0, các anh chị thấy không? Mình sẽ vẽ cái bằng nét chính hết. Nếu như lỡ cái này kích vô đây thì nó hiện nét lên các chị này ha. Kích vô đây nó hiện nét lên các chị thấy không? Bây giờ mình để nét chính, mình vẽ một đường ngoài. Đường ngoài. Mình để cái nét khuất, mình vẽ một đường ngoài. Mình vẽ cái nét tâm, mình để một đường ngoài. Ok. Ôi, sorry. Vẽ đường ngoài. Bây giờ nè, mình sẽ xài cái lệnh tiếp theo. À, sau đó mình chỉnh và tạo nét như cái video. Mình tạo lệnh tiếp theo 27, đó là cái MA Enter. Ok, MA Enter. Chúng ta match up, chúng ta quét cái chổi. Bây giờ mình đã vẽ ra rồi, mình kích vô là nét không hết các nhìn thấy không? Nét không hết nè. Bây giờ mình muốn toàn bộ thằng này nó đều nét chính, nét thấy hết thì mình quét vô đây, mình chọn nó là nét chính. Mình chọn nét chính. Đó, thấy không? Bây giờ mình kích vô lại cái thì nó sẽ là nét chính, thấy không? Còn cái này mình muốn nó mờ, bởi vì nó nằm ở dưới thì ta chọn nét khuất. Thì chúng ta MA Enter, MA Enter. Mình chọn cái chổi này mình quét nó vô đây. Thì nó đang là H, nó đang là H. Đấy, cái gì thấy không? Thì nó sẽ ra hệt màu. Nhưng ở đây chúng ta không thấy được nó đứt đâu, ta in ra nó chưa. Thì chỉnh sao? Bây giờ này toàn bộ thằng này, toàn bộ này thầy muốn nó là cái hình nét thấy trước. Đầu tiên là nét thấy trước. Nét thấy trước này. Đúng không? Nét thấy trước. Nét chính này. Ok. Sau đó cái đường ở trong nó là màu hồng thì chúng ta sẽ quét lên. Đấy. Đúng không? Đó, cái màu hồng. Được chưa? Bây giờ muốn những thằng này nó một hai cái nó hồng. Cái gì nó là cái hắc. Cả một cái luôn. Muốn vậy thì chúng ta phải phá nó ra. Bây giờ MA lại thì nó mới cho được từng cái đó, các nhìn thấy không? Đó, đó, đó. Thì những cái này nó là cái màu nét khuất, các anh chị thấy không? Gạch chấm thấy chưa? Bây giờ làm sao để cho nó to lên? Làm sao to lên? Từ từ mình nói tiếp cái này nè. Thế là khi trong cái bảng này nè, ở bảng này các anh chị chú ý đến cái này thôi nha, chú ý đến này thôi, phần trong này. Bây giờ các anh chị lên ở đây các anh chị nhìn nè. Bây giờ thầy muốn tắt cái thằng nét chính đi. Tắt đi hả? Thì cái khung này nó mất. Các chị thấy không? Mở lên thì nó lên. Đó, bây giờ mình muốn tắt nét khúc đi thì nó mất này. Đó, mình hiệu chỉnh những gì cái này ngồi đây nè. Sau đó chúng ta bật nó lên là xong, nó không có ảnh hưởng gì hết đụng tới nó. Ta muốn tắt nét tâm đi. À, nó đang là layer đấy, tắt nét tâm đi, những gì màu hồng nó mất hết. Các chị thấy không? Thì bây giờ mình sẽ xóa con này hết, giả sử thầy xóa con này đi. Sau đó mình mở nét tâm lên. Đó thì nó chỉ còn lại những cái này thôi. Được không các anh chị? Đó là cái cách mà chúng ta quản lý cái layer cho nó chuẩn là như thế. Được chưa? Rồi bây giờ nè, tiếp tục cái này là cái đóng băng và cái lắp. Có nghĩa là khi các anh chị bấm vô đây thì nó không xóa được. Bấm vô đây thì không xóa được những cái bên này, ngoài bảng này nhá. Thì cái đó thì từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó, tắt đi. Rồi, đó là cái phần chúng ta chọn nét. Tuy nhiên có một cái bí kíp cuối cùng mà người ta không chỉ các anh chị đâu. 28. Cái gì vậy? Đâu rồi? Cái gì vậy? 28 cái gì? 28. Đây. 28. Các chị nhìn cho mình. Cái lệnh LTS, lệnh này lệnh VIP nhất, là chúng ta sẽ hiệu chỉnh được scale tất cả các cái nét ở trong này. Tất cả các cái nét ở trong này. Thầy ví dụ LTS Enter. Hiện tại nó đang là số 1 đúng không các chị thấy không? Cái LTS Scales thì nó đang là 1, mình chỉnh nó 10 đi. Enter. Đấy đó đó các chị thấy không? Nó hiện rõ lên nè. Đó thấy không?
con mắt mình nó vừa rồi đó, nó vừa mắt rồi đó là mình in ra nó mới đẹp. Chứ còn nếu không lúc nãy Ly Nhi biết đâu thấy, đúng không? Đó là LTS. Rồi sau đó chúng ta chỉnh cái giá trị, một cái new values, cái giá trị mới một cái LTS này. Ok, ví dụ như này, enter một phát mình nhận là 20, vậy thấy nó to hơn nữa không? Cái này mình in ra nó rõ. Chứ ví dụ như khi mà mình đưa vô máy in, mình in ra những cái thằng này nó bị nhè hết, nó sẽ trở thành một cái đường, nó trở thành một cái đường liền hết, thì mình không phân biệt được cái đường nào khuất, đường nào liền. Đó là cái cách, cái bí kíp để cho các anh chị, được không? Mình nói luôn một cái này nữa đi rồi chúng ta nghỉ. Đó là cái lệnh thứ 29. Cái gì trời, sao cứ nhảy riết vậy trời. Cái lệnh số 29 các anh chị. Đó là cái lệnh hack chèn vật liệu. Chúng ta hack vật liệu. Hack cái vật liệu hay gọi là chèn vật liệu. Nó nhiều thứ nhưng mà mình nói cho các chị nghe thôi nè. Bây giờ mình muốn cái này, mình muốn hack nó là cái gạch. Muốn gạch hack này là nguyên cái này là gạch, còn ở trong này để trống. Chào hack. Hack enter. Đúng không các anh chị? Đấy, nó hiện lên này, nó hiện lên một cái khung tất cả các cái loại vật liệu. Sau này các anh chị có vật liệu riêng các anh chị có thể chèn vô được. Chứ không có không đến nữa nè. Để kích vô đây. Anh chị chèn vô thầy, thì ví dụ như ở đây nó là gạch đi. Gạch này đi. Cái mình kích vô đây. Ê, tại sao nó là màu, tại sao nó là màu 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 này? Đơn giản là bởi vì chúng ta đang để ở nét tâm, chúng ta phải chọn ở nét chính. À, được nét chính. Được cái gì? Hack phát. Đó, nó vô. Ở đây bây giờ mình muốn xài màu, xài miết gì đó thì chúng ta sẽ xài ở đó khung này. Còn lại cái gì thì cái gì không có xài thì thôi. Đó để em thấy không? Các chị thấy nó vừa mắt không? Ví dụ này mà nó đang một này nè. Nhưng mà nó to quá thì mình có thể chỉnh nó lên chút. Đó, nó to lên tí. Mình chỉnh nó 0.5 đi để cho nó vừa mắt thử được không? Đó. Đấy, ví dụ như đấy là tường, cái tường chúng ta hack. Được không? Được các anh chị. Đấy, cái cách hack. Nó có nhiều thứ trong này lắm. Ồ, rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ chọn. À, ví dụ như bây giờ mình muốn hack cái hack một cái đi. Tôi chọn đi. Chúng ta chọn hát cái giữa này. Cái giữa này nó là gì ta? Giữa nó là cái gạch gì đó đi. Ví dụ như xung quanh này chúng ta sẽ chọn nó là cái gạch này đi. Đấy. Bây giờ thấy không? Nó mà luôn nó không có gì hết á. Vì nó quá nhỏ. Tùy cái loại angle này quá nhỏ. Mình chọn này lên 50 coi. Đấy, nó to lên nè, thấy không? Đó thì nó sẽ hiện lên to. Cái hát mà chúng ta chèn vật liệu nó thôi. Chứ không có gì là khó hết. Được không các anh chị? Vậy thì chúng ta túm gọn lại hết tất cả mọi thứ liên quan đến lệnh vẽ, lệnh ghi chú, lệnh tạo layout và lệnh ghi chèn vật liệu. Sau đó thì mình sẽ chỉ tiếp cái bài, đó là beam kích thước hiệu chỉnh theo tỷ lệ và chúng ta in ấn là xong nha các anh chị nha. Rồi, ok. Chốt kèo được không? Chốt kèo được không? Rồi. Okay.